các bạn đang đến với kênh Người kể chuyện Hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Húc Với nhan đề Mạnh hồn làng Vào tiết thanh minh năm nay Bà Diệu không thể trở về làng văn giá Thắp hương cho mùa mà tổ tiên như mọi năm trước Dịp gần Tết Bà không may bị trượt chân trong nhà tắm Cố ngã tuy không mạnh nhưng cũng làm bà gãy xương đùi tai nạn bất ngờ khiến bà phải nằm một chỗ suốt ba tháng trời nhiều lúc ngắm nhìn cây khế ở trước ban công phòng ngủ bà lại ước ao được trở về làng quê một lần nữa sau bữa cơm tối bà diệu mới ướm hỏi con trai mẹ già yếu rồi nên không nói trước được điều gì vậy sau này nếu mẹ nằm xuống con định đưa mẹ về đâu? Nghe mẹ mình hỏi Hoàng, con trai bà mới lễ phép thư chuyện Mẹ đừng lo nghĩ nhiều quá Hiện nay có nhiều công viên nghĩa trang sạch đẹp lắm Thôi, mẹ cứ yên tâm tĩnh dưỡng Đến khi đó con sẽ lo liệu chu đáo Bà Diệu thoáng thẳng thốt hỏi Thế con không định đưa mẹ về quê Nằm cạnh bố con sao? Hoàng ngậm ngùi lắc đầu giải thích. Bây giờ, làng cũng lên phường, mọi nơi đều đô thị hóa rồi. Đất nông nghiệp cũng chuyển đổi mục đích sử dụng. Giá cao không kém gì trên thành phố. Còn nghĩ nếu muốn về quê, e cũng rất khó khăn. Nghe anh con trai nói như vậy, bà Diệu rơm rớm nước mắt rồi nói. Thôi, con cố nhờ bà xem sao. Mẹ xa quê mấy chục năm rồi, nhưng lá rụng về cội trước đây đi đâu hồn làng vẫn luôn trong tâm trí mẹ sau này khi nhắm mắt xuôi tay mẹ vẫn mong ước được về nằm ở nghĩa trang của làng mình thương mẹ già đã vất vả tần tào cả đời hoàng liền an ủi và hứa với mẹ mình vâng con hiểu rồi nếu mẹ muốn về quê con sẽ cố gắng xem sao thôi mẹ nghỉ sớm đi Bà Diệu ngồi một mình trong phòng, bồi hồi nhớ lại. Hằng năm, vào dịp thanh minh, bà cùng con cháu từ Hà Nội về thắp hương cho mồ mà tổ tiên ở Nghĩa Trang của làng. Bà quá chồng khi mới gần 40 tuổi. Thương con mình còn bé quá, nên bà đã ở vậy nuôi con. Cậu con trai bé bỏng ngày nào, bây giờ đã làm giảng viên của một trường đại học. Cuộc sống tuy đủ đầy hơn trước, nhưng bà vẫn luôn đau đau khi nghĩ về làng quê của mình Ngày xưa, khi cô thôn nữ Minh Diệu xuất giá tòng phu, cô đã khóc như mưa vì phải rời xa thầy U và mái nhà Ba Gian ở xóm Hạ. Sau này, mỗi lần có dịp về quê, bao giờ cô cũng đứng tần ngần trước cổng làng, nơi in dấu nhiều kỷ niệm. Thời gian trôi qua, dù cuộc sống có nhiều biến động, nhưng cổng làng văn xá với cây đa cổ thụ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Cô thôn ngữ ngày nào bây giờ đã bước sang tuổi 75, Bà Diệu tuy lưng đã còng xuống vì tuổi tác Nhưng mắt bà vẫn tinh tường Đặc biệt bà vẫn còn rất minh mẫn Người ta hay nói Người già hay sống bằng hoài niệm Quả không sai Cây gạo ở Nghĩa Trang làng văn xá Nở hoa đỏ rực cả một góc trời Khác với không khí tĩnh lặng thường thấy Hôm nay Khu Nghĩa Trang của làng đông như ngày hội Dịp lễ thanh minh hàng chục chiếc xe ô tô con từ hà nội về đỗ tại nhà hàng dài trên mọi ngả đường làng ngõ xóm đều tấp nập người đi kẻ lại sau khi thắp hương cho các ngôi mộ của dòng họ anh hoàng mới tìm gặp ông thân là quản trang ở làng ông thân vốn cũng có họ hàng xa với anh hoàng chưa cần nghe hết câu chuyện ông thân đã nói ngay việc có được một suất ở nghĩa trang tôi e là rất khó chú không biết bây giờ làng mình tất đất tất vàng không còn như ngày xưa nữa đâu nhà chú tuy gốc ở làng nhưng đã thoát ly lên thành phố từ lâu rồi việc có đường xuất đến nằm ở đây nó không thể được thấy hoàng có phải không hiểu ông thần mới dắt anh ra đứng giữ nghĩa trang rồi giải thích cặn kẽ các ngôi mộ mặt tiền không khác gì nhà mặt phố không phải có tiền là có được khu mặt tiền được quy hoạch cho các cán bộ xã cán bộ huyện thoát ly còn khu phân lô phía sau tuy không đẹp bằng khu mặt tiền nhưng dân hà nội nhà chú đã bỏ tiền để nhờ người trong làng đứng tên ôm gần hết có nhà mua luôn trục xuất để đó người ta nói sống cái nhà thác cái mồ không sai chút nào chú xem ở nghĩa trang này cứ nhìn mồ mà nhà ai to đẹp cũng biết được tình hình kinh tế của gia đình con cái họ khá giả như thế nào. Hoàng tần ngần nhìn khói hương từ các ngôi mộ đang quện với khói từ các đám hóa vàng bốc lên. Cả khu nghĩa trang của làng hôm nay như mờ ảo trong sương khói. Nhìn từng tốt con cháu của các gia đình sách đồ lễ về chăm sóc phần mộ tổ tiên, anh thấy thông cảm cho tình cảm sâu nặng của mẹ mình với làng quê thoáng chút đắn đo anh hỏi lại ông thân vậy mẹ em sau này không còn cơ hội để về yên nghỉ tại đây rồi bác thử xem còn cách nào khác không thôi thì trong sự em nhờ bác rít xong một bi thuốc lào sau khi khoan khoái ngửa cổ lên trời phà khói lúc này ông thân mới chậm rãi nói kể ra thì vẫn còn một cách trong nghĩa trang vẫn dành hơn chục suất những suất đó gọi là suất ngoại giao. Mục đích là để các ông cán bộ ủy ban nhân dân xã khi cần thiết có thể dùng quan hệ đối ngoại cho là, cho xã. Hiện nay, ủy ban nhân dân xã đang muốn làm một cuốn sách. Mục đích là giới thiệu về truyền thống lâu đời của một làng quê nổi tiếng hiếu học. Hiêm ở nỗi, xã chưa kiếm được ai có thể làm được việc chấp bút. Chú là giảng viên, có tài. Nếu nhân dịp này mà đứng ra giúp, anh tin chắc một số ngoại giao sẽ được chuyển cho chú Nhờ gặp được ánh sáng cuối đường hầm Dù chưa biết mình có làm được không Nhưng Hoàng đã gật đầu đồng ý Suốt 3 tháng Đi khắp nơi lục tìm tài liệu Sau đó hàng chục chuyến đi lại như con thoi Từ chỗ làm về làng để tìm gặp các cụ cao niên trò chuyện Hoàng đã miệt mài viết và biên soạn Hoàn chỉnh một cuốn sách dày 400 trang vốn là người con hiếu thảo anh đã hồi hộp đọc cho mẹ mình nghe cuốn sách về làng văn xá bà diệu kiên nhẫn ngồi nghe con trai đọc bà như được đắm chìm trở lại vào thời xa xưa vậy từng dòng từng trang trong cuốn sách đã tái hiện một phần hồn làng văn xá sau một tuần nghe con trai đọc hết cuốn sách lúc này bà mới nhẹ nhàng tâm sự vậy là con đã thành công khi viết rất chân thực về làng quê đây là nơi bố và mẹ đã sinh ra và lớn lên Sau này Càng về già Mẹ lại càng nhớ làng quê ra giết Hoàng nhẹ nhàng thư chuyện Do không có thời gian Nên con mới chỉ viết được bề nổi Con muốn đi sâu cho tới khi chạm được vào mạch làng Con sợ rằng Lúc đó con cũng già mất rồi Hơn cả sự mong đợi Vào sáng chủ nhật của một ngày chớm thu khi hoàng về làng bàn giao sách ủy ban nhân dân xã đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận cuốn sách một cách trang trọng nhất nhận cuốn sách dày cộp từ tay tác giả ông chủ tịch xã hồ hởi nói chúng tôi rất cảm kích khi có được một cuốn sách về làng văn xá thay mặt cho bà con cũng như đáp ứng tâm nguyện của gia đình hôm nay xin gửi anh món quà nhỏ thay lời cảm ơn Hoàng cố nén xúc động khi cầm tờ giấy có đóng con dấu đỏ của Ủy ban Nhân dân xã. Trong tờ giấy ghi rõ lô vị trí huyệt mộ ở khu xuất ngoại giao. Đúng như lời ông Quảng Trang đã cho biết hồi đầu năm. Vậy là cũng bó công mấy tháng vất vả. Trong tâm trạng lâng lâng, Hoàng đã vội phi xe về báo tin ngay cho mẹ mình. Thấy mẹ mình đang ngồi nhìn về phía xa xăm, như nghĩ ngợi điều gì hoàng lấy trong túi ra một tờ giấy có đóng dấu son đưa cho mẹ mình và nói cuối cùng con đã làm được rồi mẹ sẽ có một suất ở nghĩa trang của làng bà diệu cầm tờ giấy trên tay dù không còn đủ sức để đọc hết nội dung nhưng bà vẫn mỉm cười nói với con trai mình nó không chỉ đơn giản là mảnh giấy vắn suất đất đó nó chính là mảnh hồn làng đó con ba tháng sau vào một ngày cuối thu đầu đông bà diệu đã thanh thản rời cõi nhân gian để trở về với mảnh hồn làng của mình